Xin kính chào quý vị khán giả thân yêu của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình, xin kính chúc tất cả quý vị luôn gặp bạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tuổi may mắn trong tháng 5 âm lịch này phải kể đến, đó chính là những gia chủ tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Đây là một trong những con giáp hiếm hoi được thần tài độ mạng trong tháng 5 âm lịch. Họ không những thành công về tiền bạc mà gia đạo công danh cũng là viên mãn đủ đầy. Trong phần luận giải về tử vi tuổi Bính Dần sinh năm 1986 ngày hôm nay, thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh toàn cảnh của quý vị trong tháng 5 âm lịch này. Cũng qua đó, thầy sẽ chỉ ra những cách hóa giải về lá số tử vi cho tuổi Bính Dần. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Người tuổi Bính Dần sinh năm 1986 có mệnh Lộ Trung Hỏa, là người tính tình thẳng thắn, đã nói là làm. Họ làm việc rất nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao, tài năng có thừa, lại thông minh, ham học hỏi. Những việc họ quyết định thì dù thế nào cũng không từ bỏ, phải cố gắng thế nào cũng nhất định làm được đến cùng mới thôi. Đã nghiên cứu vấn đề gì, người tuổi Bính Dần sẽ đào sâu, tìm tòi, hiểu thật cặn kẽ mới thôi. Gặp được người cùng chung chí hướng hay sở thích, họ sẽ thao thao bất tuyệt, nói không ngừng về ý kiến của mình. Trời sinh thông minh, đĩnh ngộ, phản ứng lanh lẹ, nên thời cắp sách đi học, thành tích học tập của người này thường đứng đầu lớp, là học trò cưng của các thầy cô. Họ thích các hoạt động ngoại khóa, cũng năng nổ nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Trong tháng 5 âm lịch, người tuổi Dần sinh năm 1986 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng nỗ lực nên dễ bỏ lửng giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra bản mệnh cũng thường mắc phải sai lầm do sự chủ quan lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định. Hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để giữ gìn sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục thể thao, có chế độ ăn uống sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Bính Dương Hỏa nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Bính Dần cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần phải cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, xem tử vi năm 2022 thấy rõ, vào tháng này cục diện bán tam hợp mang tới nhiều cải thiện tích cực trong sự nghiệp của tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Dự án hợp tác suôn sẻ, có quý nhân tương trợ, được bạn bè người thân giúp đỡ hết mình, sự nghiệp ngày càng phát triển mạnh mẽ. Gia chủ sẽ đón nhận nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn, vận quý nhân lại vượng. Các dự án hợp tác có thêm nhiều lợi nhuận, tỷ lệ thành công cao hơn. Gia chủ mưu sự dễ thành, chí lớn được thực hiện, nhiều không gian thăng tiến. Bản mệnh sẽ cảm thấy có nhiều việc khó khăn trở ngại trước đó, thì nay đã tìm ra được phương hướng phù hợp để khơi thông bế tắc, thu về kết quả vô cùng khả quan. Hơn nữa, gia chủ còn phát huy tối đa trí sáng tạo, linh hoạt trong cách xử lý mọi việc, nâng cao uy tín, sự trọng dụng của cấp trên cũng như sự đồng thuận của cấp dưới. Con đường phát triển càng thêm hanh thông. Tuy vậy, trong tháng, tử vi nhắc nhở tuổi Bính Dần cần phải cẩn trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Bản mệnh cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan thiếu chỉnh chu trong công việc, nếu không dễ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn,
và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Bính Dần để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tài chính trong năm 2022 không có điều gì đáng lo ngại, thậm chí còn thu hoạch được những khoản lợi nhuận khá bất ngờ. Bản mệnh nhận được nhiều dự án hợp tác hơn, đa phần đều có nguồn thu khả quan. Nên nhớ quý nhân nâng đỡ mang tới không ít cơ hội tốt đẹp, nhưng quan trọng vẫn cần bạn phải chủ động giành lấy về phía mình. Cũng cần chú ý tháng này không thích hợp để mệnh chủ Bính Dần đầu tư vào các dự án bất động sản, nhất là các hạng mục có mức độ rủi ro cao. Nên nhớ, dù làm bất cứ việc gì cũng không nên quá bảo thủ, cần lắng nghe ý kiến đóng góp của người thân, bạn bè, nếu không thì bạn sẽ mất tiền oan. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất, giúp hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của con giáp Bính Dần không có điều gì đáng lo ngại trong năm 2022. Dù đau ốm vặt khó tránh do giao mùa nhưng đều là qua loa, sớm được điều trị dứt điểm. Dù vậy, bản mệnh vẫn nên chú ý rèn luyện sức khỏe thường xuyên để tăng cường sức đề kháng. Ngoài ra, chú ý đi lại cẩn trọng, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là phụ nữ mang thai, rất dễ nguy hiểm dẫn đến thai nhi. Các quý vị gia chủ Bính Dần hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để phát huy được công năng phong thủy tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ đẹp sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Bính Dần. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập, bạn bè, nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn chân thành và có cơ hội tìm được người như ý muốn. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột, nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn cùng nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình, thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tuy nhiên, cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Hãy dành thời gian này cho vợ chồng và các con của bạn. Một chuyến dã ngoại sẽ khiến tình cảm của gia đình bạn gắn bó hơn. Tổng quan tháng năm âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng năm âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022. Tháng năm Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ Lục Hợp Mùi, Tam Hợp Dần và Tuất Thành Hỏa Cục, Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng năm âm lịch này, sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Dần. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức lưu ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Bính Dần trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc.
ngày âm lịch ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể gọi trực tiếp đến số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi cho tuổi Bính Dần sinh năm 1986 trong tháng 5 âm lịch. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 5 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức mới nhất và bổ ích nhất của chương trình. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.